xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bếp Chibi nha. Và video ngày hôm nay chị em của chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 17 Tây tháng 8 năm 2019 nha. Hello, xin chào bé Nguyễn Thị Quỳnh Như. Đơn hàng 141 nha, một đơn hàng rất là dễ thương. Xin mời các em cùng tham khảo. Taran, đây các em xem tổng quát đơn hàng của bạn Quỳnh Như nha. Rất là dễ thương nè. Có một bé là BT21 Army ha. Đây, rất là đẹp luôn, 10.000 đồng thôi. 3 cây kẹo kem đánh răng, mỗi cây 10.000, 3 màu khác nhau. Một bịch mắt kính cho búp bê 5.000 một bịch. Còn có là phụ kiện nữa nè, 5.000 đồng luôn. Wow, có kẹo Milu nữa nè nha mấy em, 2.000 một viên, rất là thơm ngon. Cũng như là giá đỡ búp bê 10.000 một cái. Còn đây thì là bịch mắt nước BTS nha, giúp cho mắt của chúng ta mát, ngủ ngon, không bị thâm quầng nha. Tiếp theo thì là đơn hàng của bạn Nguyễn Trọng Phi, 213.000. Và đây là tổng thể đơn hàng của bạn nè các em, rất là dễ thương luôn. Đầu tiên thì bạn sẽ mua đó là 4 cây bút, đó 4 cây bút kem nè ha. Rất là dễ thương luôn, các em xem nè, cực kỳ đáng yêu luôn nha. Tiếp theo thì còn là 6 cây bút nữa nè mấy em, trong đó là có một bạn là Mickey. Tiếp theo thì là có bé búp bê nè, Hello Kitty nè, rồi công chúa nè, rồi đến là búp bê này nè và pony biến thành người. Đó, rất là dễ thương, mỗi cây cũng chỉ 5.000 đồng. Còn có là cây bút quạt dưa hấu. Đây nha, rất là đẹp luôn, 10.000. Một cái Wixi dâu, đây Wixi dâu 18.000 nha, rất là mềm luôn mấy em. Còn có cả là bịch mắt nước Blackpink. Đây, những cô nàng xinh đẹp ha. Đó, giúp cho mắt của chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, thông minh hơn. Đây, meo 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 meo. Wow, các em xem nè, phần nước nè ha, ống ánh rất là đẹp luôn. Đây nè ha, các em xem nè, đẹp chưa? Rất là xinh luôn nha. Đây bạn mèo nè, có nước nè, có kim tuyến trái tim nha. Cái hộp bút nước như thế này thì là 70.000 đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bé Đặng Vi Bảo Ngân. Một cái tên hết sức là dễ thương, đơn hàng 218.000 nha các em. Đầu tiên thì bạn có mua đó là một cái hộp bút nàng tiên cá. Đây các em xem hộp bút nàng tiên cá hết sức là dễ thương với hình ảnh của nàng tiên cá nè. Trong suốt có nước lấp lánh như thế này. Đó, các em xem kỹ này nha, thì nó sẽ có là hoa nè, kim tuyến nè, sao nè, đó trôi ha. Nhìn giống y như là đáy đại dương thật luôn. Đó, nó trong suốt như thế này. Các em xem nè ha, rất là đẹp. Và cả hai mặt đều có nước luôn nha mấy em. Đây, cả hai mặt đều có nước hết luôn. Đó, chỉ có 70.000 đồng hộp bút nước tiên cá này thôi. Còn có những chú cá bơi chung quanh nữa nè, rất là dễ thương luôn nha. Đây, đó, rất là đẹp luôn, nó trong suốt nè ha. Bên kia các em thấy màu nè ha. Đó, rất là xinh. Tiếp theo thì sẽ là những cây bút hết sức dễ thương. Đầu tiên sẽ là bút nàng công chúa nè, có đội vương miện ở trên đầu. Một cây bút gương ở phía sau. Wow, ở phía sau là phải có hình của hai bạn này ha, rất là dễ thương luôn nha. Rồi đến là một cây bút mà có hình là Spider-Man, cũng như là một cây bút có hình pony nè, tiên cá. Các em xem là phần đuôi nè ha, rất là dễ thương luôn nha. Mỗi cây 5.000. Ngoài ra bạn còn có mua là cây bút chì chìa khóa thành công, cũng 5.000 đồng. Một cây bút chì bé vịt, ê, một cây bút quyển sổ mà có hình bé vịt nè. Đó, rất là đáng yêu, cũng 5.000 đồng một cây. Còn một cây nữa đó là cây đáng lý là bạn Bảo Ngân có đặt là viết BT21 Army, nhưng mà Army và BTS á, BT21 á hết rồi, cho nên là chị lấy cho em là một cây bút kem thỏ. Đây có hình chú thỏ này, rất là dễ thương, hy vọng rằng là Bảo Ngân sẽ thích nha. Do là viết BT21 Army hết rồi cho nên là chị đổi cho em cây này đó, thấy đẹp không nào. Và đây là tổng thể những cây bút dễ thương của Bảo Ngân nè các em. Đây ha, rất là đẹp luôn. Tinh tần, tiếp theo thì còn có là hình dáng của nhóm nhạc Blackpink, nhưng mà có vẻ như là đã lấy lộn cho em rồi. Ở đây thì lại có hình của bạn này là không đúng, đúng không? Để chị đổi lại. Đây, chị đã đổi lại cho em này nha, hình của nhóm Blackpink. Đó, 10.000 đồng một sấp. Rồi còn có đó là gom cười. Đó, gom cười hình ngôi sao, rất là dễ thương, 5.000 đồng một bịch. Tiếp theo thì còn có gom thức ăn rau củ quả nè mấy em, và những món ăn rất là dễ thương, 15.000 đồng một vỉ như thế này. Đây này nha, các em xem nè, có là cái mì nè, rồi có là cơm nè, có cái này nè, có cái này nữa, có cái này nữa, rất là tuyệt luôn. Yeah, còn đây là gì? Một cái nón BTS màu trắng, 40.000 đồng, quá xinh luôn.
Tiếp theo thì là một cái bì kẹp giấy BTS, rất là dễ thương luôn, màu xanh lá theo đúng yêu cầu của bạn Bảo Ngân luôn nè mấy em. Rất là bóng mịn luôn nha, không thấm nước, giúp chúng ta giữ những cái bài thi, những cái đề thi, những bài vẽ, những tờ giấy ôn tập vào đây một cách gọn gàng, ngăn nắp. Rất là dễ thương, chỉ có 10.000 đồng một tấm như thế này. Tiếp theo là đơn hàng của chị Dung, 98.000 đồng. Và chị Dung mua đó là một cây quạt sạc cho bé trong năm học mới này nha. Các em xem nè, nó gồm có dây sạc nè, đế để đứng cho nó dựng đứng lên, hoặc là để nằm như thế này nha. Còn đây thì là cái nắp nè, đó, chúng ta sẽ gắn lại như thế này. Ok, và bây giờ chị sẽ thử quạt nè. Đó, các em xem, nó có cái sáng ha, có cái ánh sáng ngay đây nè. Chị thử tắt đèn nha, các em xem nè. Đó, nó rất là sáng nha, rất là dễ thương luôn. 65.000 đồng ha. Và đây nó đang quạt nè nha. Ha, nó đang quạt rất là mát. Chúng ta có thể bấm tăng lên nữa. Ồ, mát hơn nữa. Tăng lên nữa. Đó, và bấm tắt như thế này nha, chỉ có 65.000 đồng. Cái chui này nè thì mình sẽ cắm sạc vào đâu ta? Đây nha. Nè, một đầu thì mình sẽ cắm sạc vào đây, một đầu thì mình sẽ cắm vào máy tính cũng được, hoặc là một cái ổ cắm của cái điện thoại. Còn cái đế này thì sẽ giúp cho cái quạt của chúng ta nó đứng được như thế này. Đây các em xem, nó đứng lên rất là dễ thương luôn nha. Đó. Tin ton, chị Trần Thị Loan ơi, đã đến đơn hàng của chị Trần Thị Loan, đơn hàng 180.000 đồng. Đây sẽ là một cái giường nha. Đầu tiên là cái giường này có gối đầu, gối ôm luôn, và phần nệm rất là mềm luôn. 60.000 đồng cho búp bê nằm nha. Và còn có mua là hai bịch phụ kiện cho búp bê nữa nè. Mỗi bịch là 5.000 đồng, có vòng cổ các kiểu rất là đẹp luôn, cả vòng tay nữa nha. Tinh ton, dễ thương chưa? Và đây là em búp bê mắt đá nữa nè nha, để cho nằm trên cái giường đó đó. Mái tóc thì là màu trắng hồng suông dài nè, cái váy thì lấp lánh, rất là đẹp, có bông hoa trên ngực nữa. Khuôn mặt thì cực xinh luôn, chỉ có 35.000. Còn đây, yeah, rất là nhiều kẹo hamburger luôn. Kẹo dẻo hamburger, mỗi viên 2.500.000 đồng. Các em xem nè, những lớp kẹo rất là thơm ngon nha. Đây nè, nó có từng lớp ha. Đó, chua chua, ngọt ngọt, dẻo dẻo, dai dai. Trời ơi, rất là tuyệt vời luôn nha. Đây, chúng ta cùng đếm thử coi là đủ chưa nha. 2, 4, 6, 8, 10. Bên đây nữa, 2, 4, 6, 8, 10. Như vậy là đủ 20 viên kẹo dẻo hamburger nha. Đơn hàng hết sức là dễ thương. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của bé Nguyễn Thị Ái Nhân, 173.000 đồng. Yeah, và đó chính là một cái bình giữ nhiệt hết sức là dễ thương. Bình giữ nhiệt này còn có tên đó là bình giữ nhiệt bảo vệ môi trường. Bởi vì khi các em sử dụng cái bình giữ nhiệt đáng yêu này ha, thì chúng ta có thể nè giữ cho cái nước của chúng ta nó lạnh hoặc là nó ấm tùy theo mình thích nhé. Đặc biệt chúng ta sẽ bảo vệ môi trường thông qua việc là không vứt ly nhựa ra ngoài ha, không vứt chai nhựa ra ngoài môi trường. Đó, cũng như là không vứt ống hút ra ngoài, bởi vì chúng ta đã có là ống hút inox này, có cái đồ chùi rửa kèm theo ha, ống hút cong và ống hút thẳng. Rồi đến là bình cũng vậy luôn. Đó, mỗi ngày nếu như chúng ta cứ vứt một cái ly nhựa, một cái ống hút nhựa 2 ngày, 3 ngày, 3 ngày, 4 ngày, trời ơi, riết thành một cái đống rác luôn. Đó, và xã hội bây giờ người ta đang kêu gọi mọi người hãy sử dụng những cái sản phẩm bảo vệ môi trường tốt cho sức khỏe, như là sản phẩm này 140.000 đồng ha. Nó còn có cái túi để mà mình cầm như thế này nè, rất là tiện lợi luôn đó mấy em. 140.000 đồng, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa bảo vệ môi trường. Yeah, một sản phẩm hết sức là ưng ý luôn nha. Với sản phẩm này, các em có thể uống nước ở nhà mẹ đem theo, mẹ làm cho mình, thì như vậy nó rất là tuyệt vời cho sức khỏe của các em luôn nha. Đó, đặc biệt thì hình dáng của nó còn quá sức là dễ thương nữa, đúng không nào? Tiếp theo là đơn hàng của Lê Yên Vi, 72.000 đồng nha các em. Và bạn đặt mua đó là một cái bịch mắt nước BTS, chuẩn bị cho năm học mới của chúng ta nha. Đó thì giúp cho mắt của mình sẽ mát nè, ngủ ngon, không bị thâm quầng. Đặc biệt khi ngủ ngon thì chúng ta sẽ thông minh hơn, làm bài tốt hơn ha. 32.000 đồng một cái bịch mắt như thế này. Và còn có một cây kem đánh răng mà có thể ăn được luôn, 10.000 đồng. Đó gọi là kẹo kem đánh răng, siêu cute, siêu ngon. Còn bây giờ là đơn hàng của bé Nguyễn Bùi Ngọc Thu Ngân, 112.000 đồng nha các em. Wow, và bạn mua đó là một cái ba lô BTS màu hồng 55.000 đồng nè các em. Đó, rất là đẹp luôn. Và còn có là một cái
vali. Đây, chiêu chiêu. Đó, một cái vali hết sức là dễ thương, có cả đồ chú bút chì và gom ở trong đây nữa nha mấy em, 15.000 đồng. Và bạn còn có mua đó là một cây hoa bạch môn. Đó là cây viết hoa bạch môn. Cây viết này nếu như ra ngoài nắng thì nó sẽ đổi màu nha, có giá là 7.000. Và một cây viết kim cương. Đây, đây các em xem nè, viết kim cương ha, hết sức là dễ thương như thế này. Đó, wow, quá tuyệt vời luôn, chỉ có 5.000 đồng thôi nha. Hello bé Trương Ngọc Quỳnh Hoa, đơn hàng 120.000 đồng. Và đây các em xem nè, bạn mua đó là một cây bút hoa đổi màu, và hoa của chúng ta đó là cây hoa tulip nha, rất là dễ thương luôn. Cái cây màu hồng nó sẽ có cái phần hoa hồng ở phía trên. Còn đây là quyển sổ, ấy lộn, cây viết quyển sổ dễ thương nè. Đó, chỉ có 5.000 một cây. Tiếp đến thì là một ngôi sao may mắn. Đây nha, hộp bút ngôi sao may mắn. Các em xem nè, phần nước rất là long lanh, ở bên trong có kim tuyến trái tim và một bạn mèo happy every day. Đó, chứng tỏ là hộp bút này sẽ giúp cho chúng ta vui vẻ mỗi ngày luôn, bởi vì đây là ngôi sao may mắn. Còn có là cái hộp bút, cái ổ khóa nè, ui, chìa khóa trái tim nữa nha, rất là dễ thương kèm theo cho hộp bút này, để chống bị mất cắp những cái vặt vặt, ví dụ như là viết hoặc là cái gì đó của chúng ta để ở trong đây nha. 75.000. Các em ơi, đã đến đơn hàng của bé Hồng Nhung và Kiều Ngân rồi, đơn hàng 299.000, xin mời các em cùng xem và tham khảo nha. Well, well, đầu tiên sẽ là hai cái bịch keo sữa nha, mỗi bịch là 50.000 đồng. Đó, rất là nhiều keo sữa luôn. Rồi đến là cốm để chơi slam nè các em nha, trang trí slam thì bạn mua là hai bịch cốm tim, một bịch cốm lá nè, rồi còn có là cánh đào nữa ha. Mỗi bịch là 5.000, rất là đẹp nha. Wow, còn có cả là huy hiệu BTS 5.000 đồng một cái nha mấy em, dễ thương không? Ốp là hiện ra đó là hai cái wixi trái thơm, mỗi wixi 18.000, cực đáng yêu luôn nè. Đó, nó chuyển màu rất là dễ thương nha, 18.000. Còn có là ba bé charm đây nha, một viên cầu pha lê cũng như là một cái trứng ấp la ở chính giữa nè, trứng gà nè, bốn cái trứng cút xung quanh nữa chứ, rất là dễ thương. Và một tôm thì cay đó, mỗi charm 5.000, rất là đẹp nha. Tiếp theo thì các em xem là bạn mua rất là nhiều tuyết, hai bịch tuyết thường ha, mỗi bịch là 10.000. Tuyết Mỹ thì 8.000 đồng một bịch, tuyết xanh bông bạc thì cũng là 8.000 một bịch luôn nha. Màu nè, đó, 4 chai, mỗi chai 2.000 ha, rất là tươi tắn. Rồi còn có là gom nữa nha, gom chiếc dép hình bạn gấu, đáng yêu không? Quá cưng luôn ha, 6.000 đồng nha, giống như chiếc dép thật luôn á mấy em. Đây, cuối cùng thì là 4 bịch borax, cộng thêm 4 bịch borax nữa là 8 bịch nha, mỗi bịch là 5.000 đồng. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 17 tây tháng 6, xin lỗi, tháng 8 năm 2019 nha. Thân ái chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Nếu thích video này các em hãy nhớ bấm like và subscribe, đăng ký thành viên kênh Bé Út Chibi để cùng chị theo dõi những đơn hàng dễ thương, từ đó tham khảo chọn cho mình những món hàng dễ thương nhất, lợi hại nhất. Đó, lợi hại tức là giúp cho mình thông minh, giúp cho mình học giỏi, may mắn rồi đó. Đó, và có được những cái sản phẩm dễ thương như vậy thì chúng ta sẽ có được kết quả tốt trong năm học, đúng không nào? Muốn đặt hàng thì trước tiên các em phải xin phép ba mẹ, sau đó gọi cho shop số điện thoại như thế nào, bạn nào nhớ không nè? Không, ra cùng đọc với chị nè, 0937899707. Đó, một cái số điện thoại cũng khá là dễ nhớ đúng không nào? Đó, yêu các em nhiều, nhớ cố gắng học và đạt điểm cao để cho ba mẹ vui nha. Yêu các em nhiều lắm luôn.